Xin mời các bác nhé. Xin mời các bác. Xin mời các bạn nhé. Xin mời các bác. Tuyệt vời. Cà rốt, hoa chuối, rau thơm, ớt, lạc, chanh, bột ngọt, đường, nước mắm,
Cầu thơm. Hoa chuối. Xin mời các bác nhé. Xin mời các bác. Tuyệt vời. Thank you.
tôm mắm này, mì chính này, rau su su. Xin mời các bác nha. Xin mời các bác. Các bạn nha. Tuyệt vời.
hay là hành khô này, ớt chuông, tiêu xanh, ốc giác này, dầu ăn này, bột ngọt này, xì dầu này, xì dầu chiên su. Xin mời các bác nhé. Mời các bác. Tuyệt vời.
lòng ốc giác vàng, muối, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn, rau mùng tơi, hành khô, xin mời các bác nhé. Đây là món lòng ốc giác vàng nấu rau mùng tơi, rất là tuyệt vời. Tuyệt vời.
Sào Dương, rau thơm, cà rốt, hành tây, ớt sừng.
chanh, lạc, nước mắm, bột ngọt, đường. Xin mời các bác nhé. Là món nộm sò dương, món đỉnh cao của biển cả. Xin mời các bác. Xin mời các bác. Mời các bác nha. Goodbye.
Xin mời các bạn nha. Đây là món gỏi sò dương. Xin mời các bác. Xin mời các bác. Xin mời các bác. Tuyệt vời. Sò dương, sò biển, dưa chuột, hành lá, hành khô, dầu ăn, mì chín. Nước mắm. Hành khô.
Xin mời các bác nhé. Mời các bác. Xin mời các bác. Tuyệt vời.
anh. Thank you.
Xin mời các bác nha. Xin mời các bác thưởng thức gỏi tôm hùm. Xin mời các bác. Món này vẫn đang rất là nóng. Xin mời các bạn. Mời các bạn nha. Mời các bác nha.
Tuyệt vời. Quay lại.
Xin mời các bác nha. Xin mời các bác. Xin mời các bác nha. Xin mời các bác. Các bác nha. Tuyệt vời. Thank you.
19. Nước mắm. Xin mời các bác nhé. Xin mời các bác. Xin mời các bác. Thank you.
Xin mời các bác nha. Xin mời các bác. Mời các bác. Tuyệt vời. Thank you.
Mời các bác nhé. Mời các bác. Tuyệt vời. Ớt tươi. Tỏi. Sả này. Bột ngọt, mì chính. Muối. Sa tế. Mật ong. Tiêu xay, nước mắm, dầu ăn, tương cà, ớt, chính này,
muối này. Nước mắm này. Rau ăn. Tương cà này. Mật ong. Sa tế này. Chanh. Chanh. Ngũ vị hương.
No. Tisla. Xin mời các bác nhá. Đây là món gà bóng đêm ngon nhất thế giới. Có con hai con này, này thì nó gần phía đốt thì nó cháy hơn, nhưng mà cũng vẫn là cháy vỏ thôi, thịt ở trong vẫn còn thơm ngon nguyên. Còn ba con ở phía đằng sau thì rất là tuyệt vời. Úp như này mà non lửa thì có thể là bị tanh, không sôi được, nên là quá lửa một chút như này thì rất là tuyệt vời. À, nhìn phía ngoài thì rất là đen, nhưng mà khi mà đây, bỏ này đi, đây là một món gà tuyệt vời nhất. Xin mời các bác nha. Khá là khô. Mời các bác.
quá nha. Món nướng cái này nó rất là khô, khô hơn gà luộc rất là nhiều. Nên là nhậu thì uống bia liên tục thì ăn nhiều. Tuyệt vời. Chưa ạ? Đã chú ý.
ngũ vị hương. Nước mắm. Sa tế. Mật ong. Thank you.
Xin mời các bác nhá. Xin mời các bác. Xin mời các bác. Xin mời các bác. Mời các bác nha. Tuyệt vời.